Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng nay ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Ninh Kiều. Có 98 phần quà được trao cho các gia đình chính sách, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua thành phố Cần Thơ tập trung chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội, không để ai đói, bị bỏ lại phía sau. Đồng thời ghi nhận tri ân những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong rằng nhân dân quận Ninh Kiều tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cùng với thành phố chung tay phát triển kinh tế xã hội. Dịp này ông Phạm Văn Hiểu cùng đoàn đã đến thăm 2 hộ gia đình gồm ông Lê Thanh Minh và bà Lưu Thị Khích, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, đều là thương binh suy giảm khả năng lao động.